Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Lời đầu tiên Trang xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới được sức khỏe và bình an. Thì hôm nay gia đình của mình sẽ ăn món gà nướng với lại khoai tây nướng. Cái món này là cái món gia đình mình rất là thường xuyên ăn. Tại vì nhiều khi không có thời gian đó là mình sẽ làm cái món này để ăn. Nó mình chuẩn bị mình để vô trong cái lò nướng rồi xong rồi nó nướng xong rồi mình đem ra mình ăn thôi. Nó nhanh đó. Nhanh nó không có nhanh nhưng mà nó gọn, nó không có gồm gà, nó không có phải chế biến nhiều, nên nó là mình hay có thường làm cái món này lắm đó cả nhà. Bây giờ hiện giờ mình đang nướng nè. Giờ này là 12:40 rồi mà chưa có chín nữa. Còn tới 40 phút nữa nó mới chín, tức là 40 phút nữa mới được ăn, tức là 1 giờ mấy trưa. Ở bên này ăn trưa rất là trễ cả nhà, tại vì ăn sáng cũng trễ, nhất là ngày cuối tuần á. Ngày cuối tuần thì ngủ hơi trễ một tí nên nó là ăn sáng trễ, và ăn sáng trễ nên nhắn tới ăn trưa cũng trễ. Còn ngày thường mà nếu mẹ đèn nó đi học á là 12 giờ là ở nhà là phải ăn, tại vì nó đi học xong rồi để đi về nhà ăn á, 12 giờ trưa á, ăn xong tới 1 giờ mấy là nó trở lại trường để nó đi tiếp tục đi học á. Nói học chứ là đi trở lại trường để ngủ trưa, xong rồi chiều rước nó về đó. Thì buổi nó đi học thì ở gia đình ăn sớm hơn một tí, còn không thôi là ăn cuối tuần là ăn rất là trễ đó. Thì đây Trang quay lại cho cả nhà xem gà đang nướng nha. Đây thì đây là cả nhà, con gà đang cõng cái mông lên đang nướng với lại cái gì đó, khoai tây. Mình nướng khoai tây với lại gà xong rồi chấm với sốt là ăn rồi là sao là, nhưng mà gà nướng của mình nó có một miếng sốt trong đó đó, nên là cái gà của mình không có bị khô, nướng như vậy ăn rất là ngon đó. Thường thì nhà mình rất là thường xuyên ăn cái món này luôn, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều khi mình bỏ vô trong cái khoai tây đó một ít măng tây, nhưng mà hôm nay mình không có măng tây, mình có cái gì bông cải xanh cũng được, mình sẽ ăn với bông cải xanh đó. Giờ còn tới 40 phút nữa mới chín, mình giờ đang ngồi đợi. Như là anh Sô em đang ngồi đợi ăn. Con có đói bụng không? Dạ, con đói bụng lắm à. Đây đèn cũng đói bụng luôn à. Bữa nay trời nóng lắm á cả nhà. Nóng là nhà mình phải mở cái máy lạnh ở trên kia cả nhà. Mình có hai cái máy lạnh, một cái máy lạnh đây với một cái máy lạnh ở chỗ này. Đây nè, đây có một cái máy lạnh nữa đó. Thì cái này là chủ cũ người ta gắn hết, người ta mình chỉ là vô ở thôi, mình có sẵn hết rồi, bếp đồ người ta cũng làm sẵn hết cho mình luôn nè, thấy không? Cả nhà sau khi nướng một tiếng mấy đồng hồ thì đã xong rồi. Thì đây mình có khoai tây, đây khoai tây nướng nè, khoai tây nướng nè, nhìn thấy ngon không à, giòn giòn thơm lắm, khoai tây nướng kiểu này ngon lắm. Còn đây là gà nướng là cái nhà mình bỏ một tí bông cải xanh vô cho nó có legim, cho nó có cải xanh xanh vô ăn. Chứ khô khan quá. Đây gà nè, cả nhà thấy không? Nướng ra dằn khà luôn, rất là ngon. Cái da này nãy nó giòn, xong mình lật cái ngược nó lại, cái giờ nó không giòn nữa. Nãy nó giòn, tội nấm lắm. Mà mình không có ăn da đâu, da có giòn nữa cũng đâu có ăn da đâu. Đây nè, bỏ da mà ăn ngon lắm. Bây giờ mời cả nhà ăn nha. Đây là dưa lưới nè cả nhà. Đây là dưa lưới, thấy không? Đó, bây giờ mình cắt ra cho chồng mình với lại hai đứa nhỏ ăn. Dưa lưới này ngọt lắm, thơm. Bên này dưa lưới là người ta ăn thì cũng giống như là dưa hấu vậy đó, ăn với lại ăn cơm luôn á. Ăn khai vị á, ăn đúng rồi, khai vị xong rồi cái ăn món chính, nhưng mà nhà mình ăn giống như bên Việt Nam luôn, là dưa hấu với cơm luôn á. Mình cắt cho chồng mình với lại làm cho sau đây cho. Thơm dễ sợ luôn, trái dưa lưới thơm, mình rất là thích ăn trái này. Mà ăn vô bị dị ứng, bây giờ mình không ăn nữa. Bây giờ mình không cái gì mà mình bị dị ứng mình không ăn nữa. Lúc trước mình cũng ăn cố ăn dị ứng rồi cũng ăn à, nhưng mà bây giờ không ăn nữa, tại vì ăn xong rồi mệt lắm. Ăn được một chút ngon vẫn mệt,
Nãy giờ cắt coi để đi xôi ăn ăn nè cái này. Đây. Hai anh em nó giờ có bàn ngồi à. Đây. Ủa cái gì vậy? Đèn nó đang chuẩn của chú á. Sao em chào cái chú. Con nói đi con chào cô chú. Từ 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 từ. Hát luôn đi. Cao luôn anh. Sinh nhật coi. Chúc mừng sinh nhật luôn ơi. Hôm trước nó ca nó chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật, sinh nhật, sinh nhật, sinh nhật. Đây là cả nhà. Mấy mẹ con ngồi ăn luôn nè. Gia nhập hội luôn nè. Mời cả nhà ăn nha. Đây. Xin. Xin. Nó kêu cũng ly, cũng ly. Xin. Đây rồi. Con nữa ha, con nữa. Nè. Hỏi xuống. À tao cũng ly, cũng ly. Cũng ly, chúc sức khỏe con nói đi. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Cười. Rồi để nói là chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. À. Mời cả nhà nha. Đây là mình ăn đùi gà. Đùi gà nè cả nhà ơi. Tại sao? Thịt vừa một miếng đó. Không, bạn ngồi kế bên kế hai đứa ăn cho cô chú coi. Nó nói là mẹ phải nên ngồi trên bàn á. Ngồi ăn với ba. Tại ba ngồi ăn một mình. Chúc sức khỏe. Bây giờ mình chấm không? Xương ớt. Chúc phép mình lên nha, phép bà lắm. Chụp đi. À cũng ly. Cũng ly. Đã cái bàn nhỏ rồi mà nó không để một đống đồ chơi đây nè. Ăn bóc luôn cả nhà ơi. Ăn gì mới ngon. Bóc, ăn bóc. Sao? Cái gì cái ly chứ hả? Ăn không có chỗ hả? Mày con ăn vô đi con. Đây là mẹ tí tí. Vô lưới thôi mày lại nó sợ làm đổ. Đây là khoai tây. Gà mình ăn bỏ da hết trơn à. Ở dưới nào ăn da nó mình khi mình thấy nó ngon nó giòn dữ lắm mình ăn tí xíu không? Ăn da gà không tốt cả nhà. Nhưng mình lại ăn da vịt. Da vịt nó thơm nó ngon. Cũng không tốt luôn. Mà mình ăn ít lắm, ít ăn vịt lắm. Cái muỗng của con đâu rồi sao quan? Dục cái muỗng ở đâu rồi? Để cái điện thoại lên cao quá. Là tại vì ở đây không có chỗ. Đây là cái đùi gà. Em muốn gì thì quên nếp tôm quà. Không thấy con luôn hả? Con đã bị cái dĩa đó nè. Hả? Đó, vậy đó con thấy con chưa? Cái gà này nướng nó ngon, nó vẫn còn cái nước cái ngọt á, nên là bây giờ đi xuống anh thích ăn, ngồi xuống rồi con, cho anh con ngồi xuống rồi con, ngồi xuống ghế con ơi. Khoai tây này nè, mình để vô trong cái rồi nướng nó vừa thơm mà nó vừa có vị ngọt nữa. Mình toàn là xương mà. Cái đùi gà đấy thật có hai anh em. Thôi bộ. Cái gì tôi về
Attends, je vais manger, c'est tombé par terre. Non, faut pas manger. Gà chấm với lại tương ớt ngon á. Không mẹ hả? Ừ. Đây là em ở trong ngày mai á, là ngày chủ nhật, hôm nay thứ bảy á đó nha, ngày mai là ngày chủ nhật thì ngày mai á là bên Pháp là bên Pháp là ngày lễ của mẹ, nên là trong trường á Eden có làm một món quà để tặng cho mẹ. No, ngày lễ của mẹ là ngày là Fête de mẹ, c'est demain. C'est demain? Ừ. À. Thì trong trường á, Eden với lại cô giáo. Eden với lại cô giáo có làm một món quà tặng cho mẹ. Nhưng mà ngày mai Eden nó tặng. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Il en a eu que 2 jours. Le 9, 10. Et là, on est le 9. Anh đánh quậy dữ lắm luôn. Anh sơ quen nè. Cô chú, cô chú. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Ờ, chú chú chú. Nó chỉ cho cả nhà đằng kia có. Ngon nè, không có làm. Ê Đen ăn nữa không? Ăn nữa hả? Mẹ cho con miếng thịt nè. Hết thịt rồi còn xương rồi. Thịt nó cũng đùi nó ngon. Rồi đánh nó ra. Nó có đứt xương mà ăn không được. Nè chị con cầm này con cầm đi. Ê! Trời ơi. Chăng? Nè, nó có ói thì có gì đâu ạ. Mua con gà thì nó cũng nhỏ mà nướng nó lâu quá nó hơi bị thịt nó hơi bị teo rồi. Gà này đáng ra nướng một tiếng đồng hồ được rồi, mình nướng trong tiếng mấy đó thì điếc. Thì điếc quý cái là xương mà xương là phải cứng rồi. Bóc luôn, ngủ nó đã đầu biết mất tiêu rồi. Hiện giờ hai mẹ con ăn bóc rồi. Hả? Ngồi đi nằm đi. Over papa gì over papa? Over papa. Một đống xương rồi nè. Đây nè, sao em? Hùng mẹ gái đi. Hùng mẹ gái đi. Đem để xuống đây nè, cho cả nhà thấy rõ hơn. Cái gọi anh kia ngước cái đầu lên, cổ lên vậy nè, mỏi quá. Sao em lại ăn nè con? Khoai tây mà để vô trong lò nướng nướng cả nhà nó ngọt mà nó ngon. Ça c'est pour grand et ça c'est pour ça c'est pour les enfants. Nó nói cây xương này là cho dành người cho người lớn, còn cây xương này là dành cho nhỏ. Nó đang ngồi cạp cái cây xương vậy nè. Xương không? Nó thích ăn xương hay đèn? Nó thích ăn xương nè con. Này là xương có miếng thịt nè, vậy là ngon nè. Ăn mày đi. Nè. Có là thịt với mà không ăn nè, ngon nè. Ăn đi. Ngon lắm, thịt đó ngon. Sao anh lại
ăn nữa nè con. Sao anh mà nó có cái bàn này mà nó ăn nó mà nó ngồi yên một chỗ. Lâu lại hung cái. Nè sao anh quay qua con. Sao anh này. Nè. Hôn mẹ hả? Hôn mẹ cái đi. Nè hôn mẹ cái. Trời ơi đứng lên trên người mẹ luôn à. Hôn mẹ hôn hôn mẹ. Hôn mẹ cái ơi. Hôn mẹ nè. Bizu bizu ơi. Bizu mama. Giỏi quá. Sao em ăn nữa không? Ăn nữa không? Nè nè nè. Ủa gì đó khoai tây. Anh này nó ngoại như vậy sợ luôn như là cái con khỉ gì đó. Đó thôi đừng có làm gì nữa, nó không có làm gì nữa, đừng làm gì nữa. Đây là sơ ghi nè cả nhà, đây đưa cho mẹ, mẹ để cho con miếng tại vì mà hôm qua mình cắt ra mình lấy cái hộp á nên là ở trong mình nó hơi bị đen nhưng mà cũng còn ngon. Mở vô tủ lạnh á. Lạnh á. Khoa. Lạnh. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video nha. Nếu cả nhà thấy thích á, thì giờ cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Bye bye.